chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình cũng đang ở Hà Tĩnh nha các bạn. Và cái buổi hôm nay là mấy anh em mình sẽ đi câu cá. Nói chung là cái điểm này có thể là điểm kết thúc của mình sau cái chuyến du lịch từ Vĩnh Long tới Hà Tĩnh nha các bạn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi câu cá ha. Đây cái hồ mà anh em mình bắt đầu đi câu là ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ câu cá thử ơi, ở chỗ này nó có nhiều cá không nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Hay quá. Ôi, cái mồn cuốn cuốn lại là cái thế này, cái cuốn này. Nó dính không biết đường lôi à. Sau khi mình quăng ra mình cứ khóa cái này để nó mở đi để cho nó đá nó, ra cho nó khóa lại được cuốn nó. Ủa gì á? Nhắm chắp rồi kìa. Nhấp đây. Nhập đâu đi nè. Ấy cơm này. Dạo này khi nó vượt thì nó thả luôn đấy. Tìm không? Tìm sao luôn? Tìm không có. Thì đấy, nhưng nó kéo 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 dẫn nó được. Kéo nó kéo 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 thì kéo đến kéo cắn nó giặt nha, nó không giặt rồi. Nó nửa lắm. Anh biết câu không? Anh biết câu thì ngon luôn. Có biết câu đâu hả? Ý là ở nhà chỉ câu câu kia thôi không? Câu máy này nhấp. Cái lóc. Ủa gì quăng tấu con lưu vậy á? Cái lóc là cưa câu vậy đó. Vậy hả? Còn mình ngậm vậy là con nào ăn thì dính con đó phải không? Trời ơi. Cá nha, bảo cá nha, bảo cá nha. Rồi dính được con cá lóc nhỏ xíu nha các bạn. Đây 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 đây. Ê, ê. Đây. Hồi nãy cũng được con rồi mình quay không được nha các bạn. Hôm nay được con thứ hai. Rồi đây. Tối quá. Rồi 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 rồi. Chính được con cá rô phi nha các bạn. Đây 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 đây. Cho vô thùng anh Dũng ơi. Đây đây đây. Đây mình rỡ nó ra các bạn. Đây. Cũng không bự lắm. Đây.
kéo hả? Ừ, nó kéo hả? Chưa vậy anh cái đó đi, em cái này luôn cũng được, cái nào quất lại cái đó nó mồi nhiều quá vậy đó. Cái nhỏ chưa nhỏ bớt bớt chút. Dưới nước không ta? Mùi đâu rồi? Cái cây đó nó dễ, mà cái này sao kỳ đó. Mùi mất. Đó, về tế cái cây này đó.
chào bạn cá thấy chúng mình quen nha. Rồi, do quá trình câu cá anh em mình câu không được nhiều cá nha các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại Hà Tĩnh ở những năm sau nữa. Anh em mình sẽ còn nhiều chuyến đi câu cá ở đất Hà Tĩnh này. Nhưng hiện tại thì mình cũng dừng video ở đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái dịp sau nữa. Khi mà mình về Hà Tĩnh, mình nhất định sẽ để lại nhiều cái video. Không phải là câu cá mà là nhiều cái giải trí vui hơn nữa nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.